các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn thế tay pentatonic ở cái vị trí đơn giản nhất, có áp dụng dây buông của ba ngăn đầu tiên trên cái đàn guitar. Pentatonic là âm thanh ngũ cung, nó chỉ không chỉ là áp dụng trong âm nhạc phương Tây mà phương Đông, mỗi một nơi áp dụng một kiểu khác nhau và nó cho ra một cái mùi khác nhau ha. Cho nên pentatonic cực kỳ phổ biến, các bạn nên biết. Thì cấu tạo của pentatonic như thế nào thì các bạn nên xem ở trong phần comment của cái video này. Mình có để một cái link, cái bài viết mình đã viết rất là lâu, chi tiết về công thức, về mặt học thuật một tí trên cái học đàn guitar.net ha. Có cái link chi tiết để bạn hiểu thế nào là pentatonic và cách chúng ta tính nó dài như thế nào được. Còn đây thì chúng ta học cách áp dụng luôn. Mi thứ pentatonic ở ba cái ngăn đầu tiên. Thì chúng ta đánh từ dây thấp đến dây cao nó như sau. Đầu tiên chúng ta đánh dây buông là nốt mi. Giờ tiếp theo chúng ta bỏ cái nốt pha thăng mà chúng ta đánh cái nốt son. Mi son ha, bắt đầu đánh dây buông là ngăn 2 là si. Dây số 3 dây số 4 của chúng ta là rê. Sau đó ngăn 2 là mi. Ba cái dây đầu tiên của chúng ta là như sau. Các bạn thấy chỉ có là ngăn số 3 là hai ngăn số 2. Tiếp theo chúng ta xuống cái dây số 3, chúng ta tương tự chúng ta đánh dây buông. Ngăn số 2. Dây số 2 chúng ta đánh dây buông. Ngăn số 3 ha nha. Cuối cùng dây số 1 và ngăn số 3. Vậy thì đọc tất cả các nốt như sau. Mi, son, la, si, rê, mi, son, la, si, rê, mi, son. Thì bạn thấy là trên cái dây này chúng ta đánh một cái dây buông thì chúng ta bấm 1000. Thì để ý ở đây chúng ta sẽ thấy là dây số 6 chúng ta đánh dây buông xong đánh ngăn số 3. Dây số 2 dưới này và dây số 1 thì cũng đánh dây buông bấm ngăn số 3. Còn ba dây chính giữa tức là dây 5, dây 4, dây 3 thì chúng ta đánh dây buông xong chúng ta bấm ngăn 2 mà thôi. Dễ nhớ đúng không? Các bạn có thể nghe chậm giống mình nha. Đó. Thì các bạn nên đọc các nốt giống như mình nói lúc nãy để ghi nhớ. Vậy thì cái mi thứ trên cái, nếu mà cái âm dài thứ tự nhiên thì chúng ta có thêm cái gì các bạn? Chúng ta có thêm cái nốt pha thăng và nốt đô. Tuy nhiên pentatonic của mi thứ sẽ không xài hai nốt đó. Do đó nó chỉ còn có 5 nốt mà thôi nha. Thì chúng ta tập luyện ở cái vị trí dây buông này lên xuống để các bạn quen. Và sau này các bạn có thể áp dụng vô solo được hoặc điểm cũng được ha. Thì chúng ta sẽ có một vài cái bài tập nhỏ nhỏ. Các bạn có thể đánh đi tập như sau. Đầu tiên chúng ta đánh như sau ha. Thì bạn đánh chùm liên 4. Tức là chúng ta sẽ đánh hai cặp dây, sau đó chúng ta lọc lại cái cặp dây dưới, chúng ta đánh tiếp. Các bạn thấy rằng là chúng ta có mi, son, la, si ha. Giờ tiếp theo các bạn đánh lại cái la si một lần nữa. Giờ rê mi. Giờ tiếp theo chúng ta sẽ lặp lại cái rê mi. Rồi son la. Lặp lại cái son la. Si rê. Lặp lại si rê. Và tiếp theo là mi son. Chậm lên nha các bạn, liên 4 nha. Các bạn tập dần dần nghe để bạn quen. Và cách thứ hai là chúng ta tập ngược lại ha. Tương tự thôi, ở dưới chúng ta lặp lại.
bạn thấy là khi các bạn đánh như vậy thì nghe nó cũng đã đúng không? Các bạn thấy là nếu mà mình đệm hay gì đó, nó có mấy câu nào hay đánh. Đó, các bạn thấy là đánh mi thứ không? Thì bây giờ chúng ta chèn cái pentatonic đó vô là bằng thứ La, Si, Rê, Mi. Thì sau đó các bạn đánh dây buông mì ha. À, nghe nó cũng đã đúng không? Nếu không các bạn có thể lặp lại ở cái chùm liên ba dưới. Thì có rất là nhiều cách để mà xài pentatonic, mà trong phần này giới thiệu cho các bạn để các bạn có thể tập được ở trên đây nhé. Thì nhớ ba ngăn này các bạn mới tập thì nên tập để ghi nhớ các nốt thuộc mi thứ. Các bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn trên khắp cái cần đàn các vị trí khác của mi thứ pentatonic. Hẹn gặp các bạn trong những clip tiếp theo, và hãy nhớ là like, share, comment cho clip này, và hãy comment ủng hộ Amigo Guitar Shop cũng như kênh Guitar for Freedom nhé. Hẹn gặp lại.